Chào mừng các bạn trở lại với Beautiful Not Robin. Và hôm nay trong video số 93, chúng ta sẽ cùng trở lại với việc vẽ tranh bằng màu nước. Chủ đề vẽ tranh hôm nay sẽ là vẽ một bầu trời có ánh trăng và có nhiều ngôi sao. Đợi mình một tí xíu, mình sẽ cân nhắc lại việc vẽ nội dung bức tranh ngày hôm nay. Nó cũng khá là tương tự với bức tranh ngày xưa mình vẽ rừng thông ấy, nhưng mà tranh này thì vẽ những cái cây khô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vẽ nha. Mình sẽ vẽ tranh với màu nước trên cuốn sổ này. Mấy nay em mình hơi bị khùng lưng, đang cố gắng ngồi thẳng lưng lên nè. Vẽ lên nè nha. Bắt đầu nào. Gần đây nha, mình muốn quay video chi tiết nhưng mà mình ghép video bị lỗi suốt luôn. Không biết sao video gần đây lại hay lỗi như vậy nữa. Trước tiên thì các bạn sẽ vẽ phác thảo. Mình sẽ vẽ sơ qua bố cục thôi, tại vì tranh này không có cần nhiều đến việc vẽ bố cục đâu nè. Tranh này sẽ vẽ khá là nhanh nếu mình nghĩ vậy. Bút chì để vẽ tranh này mấy nên mình cứ mình vẽ nhầm bút chì hoài. Vẽ một hình tròn trước đi. Rồi vẽ mặt trăng nè. Mình sẽ vẽ cho nó nghiêng xuống đây thêm một tí. Chú ý là mình vẽ trăng thôi, cho mình ước chừng bố cục thôi. Còn bây giờ mình sẽ tô màu luôn. Mình sẽ lấy cây cọ lớn này để tô màu cho nhanh nha. Màu xanh, màu trắng, màu xanh, màu tím và màu hồng. Bây giờ thì cùng pha màu để tô thôi. Chính là màu xanh đậm này nha. Nhúng một ít nước. Trước tiên mình sẽ chấm vào màu hồng rồi đến màu xanh. Thêm tí nước nè. Mình thấy trên mạng ấy, người ta hay nhỏ ít màu xuống rồi người ta mới tô sau ấy. Mình sẽ thử xem sao nha. Vết màu như thế này. Rồi đến màu xanh nhạt nè. Rồi màu trắng nè. Rồi màu tím nè. Trở lại với màu xanh đậm.
và một ít màu đen ở góc. Hy vọng là giấy sẽ không bị nhũn nha. Mình sẽ rửa cỏ cho nó về màu vốn có ban đầu và đậy những cái nắp này lại. Không biết cái sự biến tấu ngày hôm nay có ổn không đây. Lâu lâu muốn đổi gió một tí cho đẹp nha. Cũng thú vị đó. Ôi, mình tô bị lên màu lắm luôn á. Ít màu, thôi ít màu. Tăng màu xanh lên nha. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau. Cái chất liệu giấy của mình thì không có giống như cái chất người ta vẽ trên mấy clip mình hay xem. Thường thì người ta hay vẽ trên cái gì đó trơn trơn, hoặc là vẽ ca bát ấy. Mình tiết tiền mà. Tôi hơi lên một tí cũng được, tại vì màu trắng ở đây nó nhạt nè. Tí nữa mình có thể xem được cái phần mặt trăng màu sắc như thế nào để mình tô tiếp. Khá là nhanh do việc tô lớp nền ngày hôm nay luôn ý. Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại, cho dù người ta sai. Lem rồi, lem muốn hết cái khổ giấy luôn, trời ơi. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau, nguyện vẫn cứ không xa rời nhau. Mình sẽ pha cho nó ra màu xanh đen. Những cái màu mà mình đã từng chấm ở đây cho nó được lon đều ra. Cố lên, cố lên. Tội tờ giấy ghê.
thêm một tí màu trắng lên cho mình nè. Tại mình muốn vẽ màu trắng nhiều xung quanh mặt trăng. Rồi. Vậy cũng được rồi đó nha. Rồi tiếp theo là bước vẽ mặt trăng. Bước tiếp theo thì mình sẽ vẽ mặt trăng. Bây giờ mình sẽ dùng cây cọ nhỏ nha. Biết đi làm gì không? Mình sẽ vẽ ánh sáng ở ngoài, xung quanh ở ngoài trước. Mình sẽ cho cây cọ ướt nhiều. Giấy bị ướt nhiều lắm luôn rồi các bạn. Đợi một xíu xíu, mình nghĩ nó cần được làm khô giấy trước cái ra, rồi sau đó mới có thể vẽ những cái chi tiết xung quanh được. Chỉnh lại những cái nét màu ở đây thôi nè. Vẫn là một lời khuyên, nên chọn cây cọ nha. Mình đang dùng cây cọ tè, cũ rích, không phù hợp một tí nào hết. Tìm lem rồi. Chắc phải dừng lại khoảng chừng 1-2 phút để cho nó được khô giấy lại một tí thì mình mới có thể vẽ tiếp được. Giấy nè, giấy mềm hết trơn luôn rồi nè. Bây giờ phải rửa cây cọ này đã, nó vẫn còn dính màu vàng. Mình sẽ vẽ các cái cây từ dưới lên trước đã. Tối thiểu
vẽ nốt mấy cái nhánh cây này cho xong nè. Mình thích vẽ những cái nhánh cong như thế này nè. Nói chung là lúc nào mình cũng khuyên các bạn là cái phần vẽ nhánh cây thì cứ vẽ thoải mái đi, vẽ cong cong tùy hướng các bạn thôi nha. Không biết bạn nào nhìn tranh này có còn nhớ đến cái tranh ngày xưa mình vẽ vẽ buổi tối cảnh đêm mà với rừng thông không? Hết màu hết màu. Nói chung là đây mình vẽ mình chỉ mong cho là việc xuất video và ghép video đừng có lỗi gì thôi. Mình đang suy nghĩ đến việc quay dạng livestream hoặc là một cái dạng khác để cho nó đỡ mất thời gian ấy.
Mình thấy hôm nay vẽ tranh kiểu rất là thư thái luôn ý. Thêm vài nhánh con lên này nữa. Quên mất, nãy giờ mình xoay tranh đổ thứ chiều hết trơn. Sẽ hơi khó cho các bạn để xem đúng không? Thêm một vài nét nhạt nhạt nữa thôi là mình hoàn thành bức tranh này rồi đó. Rồi nha. Vậy là mình hoàn thành bức tranh rồi đó. Nguyện cầu đến 50 năm sau, nguyện vẫn quyết không xa rời nhau. Vẽ tí xíu mà đã hết bình nữa rồi. Trời ơi, nãy giờ ngồi ngồi vẽ không bật máy lạnh, nóng xíu úp xíu đau luôn mà giờ mới để ý luôn. Rồi tổng hợp là những màu mà mình đã dùng cho bức tranh này, dùng đến 7 màu luôn. Mình thích những cái bức tranh mà mọi người thường chỉ vẽ bằng 2-3 màu ghê, sao khéo dữ vậy ta. Thôi bây giờ mình sẽ chỉnh cái góc quay lại cho các bạn xem nha. Kê lên cao một tí nha. Rồi, đây là bức tranh ngẫu nhiên vẽ chủ đề khu rừng và một đêm trăng, đến từ kênh Beautiful or Drawing, và mời các bạn xem lại thành quả, xem lại bức tranh của mình nha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Beautiful or Drawing, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.
Bye bye.